bây giờ em lên máy rồi, em máy hộp số đến hội nè. Số kia thôi. Rồi về Đồng Tháp nha anh em. Số cơ của Trung Quốc, số mà kia mình là kêu mấy số máy cộ đó. Đó, rất là lạ luôn á nè. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Chào anh em nha. Đây là một con máy DC70 nhưng mà nó tàn quá rồi. Bây giờ em chuẩn bị làm mới là nguyên con, thay hết tất cả phụ tùng lại hết luôn ha. Giờ bắt đầu chuẩn bị chạy xuống làm đây. Nó nhìn anh em thấy rất là tàn ha. Nhưng mà sẽ phục hồi lại. Làm mới là nguyên con luôn. Giờ bắt đầu em chạy ra nha. À, chạy ra bắt đầu làm mới là nguyên con, thay hết tất cả luôn. Đây là thay hết luôn ha. Em sẽ quay lại quá trình này nha. Máy thì giá trị nó có khoảng 100 triệu, 120 mấy gì thôi. Làm ra ha. Rồi máy này hiện tại giờ em đã làm tới đây rồi ha. Em mở ra sạc bắt cái trần rồi đó. Giờ chuẩn bị thay thế phụ tùng vô. Máy này thì khách cho phụ tùng khách trả ha. Này em đã bắn sắt máy cho khách rồi sẽ làm mới là nguyên con. Chào anh em buổi sáng nha. Thì cái này anh em thấy có gì lạ không? Thì em nói luôn là cái máy này khách gắn cái hộp số của máy cộ vô nha. Đây, số máy cộ mới. Đây cũng là đầu tiên em làm thôi. Đây khách yêu cầu nha anh em. Đó. Rồi đây nha anh em. Đó. Máy này cái hộp số lão quắc luôn. Thì cũng đây xong rồi. Thì chỉ còn khách mua máy phụ tùng của khách qua nữa là được rồi. Đây nhà khách còn phụ tùng cũ của những cái máy chạy trước á. Rồi chào anh em. Bây giờ cái máy này đã hoàn thành xong rồi ha. Đó, cái cần số nằm bên kia thì khác biệt rõ ràng. Đây nha. Đó. Thì cái máy này thì 28 tách cách lấy, các em quay không được rồi. Đó, em đi về quê ha. Anh em, đó, số máy cộ để vô chạy vẫn rất là bình thường luôn ha. Để lái chuyển hướng thì cũng mình chỉ cần gặt đó thôi. Đó, anh em thấy lạ không? Bảo dưỡng xong hết rồi, ngon lành. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha.